Chào mừng các bạn đã quay trở lại với lại Halo Channel. Thì trong những ngày vừa qua, bên cạnh tựa game The Legend of Zelda Tears of the Kingdom á, đang là một trong những sản phẩm bán rất chạy trên máy Switch ra, thì những cái game thủ trên máy Switch á, còn rất ưa chuộng trong cái việc là mua những cái sản phẩm kèm theo liên quan tới tựa game này luôn. Thì nổi bật nhất trong số đó chúng ta có thể kể đến là máy nè, tay cầm nè, rồi những cái thiết bị bảo vệ mà có mang cái chủ đề là The Legend of Zelda Tears of the Kingdom luôn. Đặc biệt nhất luôn nha, các bạn game thủ rất là ưa chuộng khi mua những tấm thẻ bài Amiibo hoặc là những bức tượng Amiibo luôn. Thì những các bạn nào mới làm quen máy Switch á, thì chắc cũng không rành lắm mà những cái bức tượng, những thẻ bài này có tác dụng gì đâu, đúng không nào? Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng những bức tượng và thẻ bài đó trong cái tựa game The Legend of Zelda Tears of the Kingdom luôn. Thì đầu tiên á, để sử dụng những cái bức tượng mà của The Legend of Zelda Tears of the Kingdom á, thì các bạn á, cần phải hoàn thành luôn cái phần là Uko Usui Sai này. Thì đây là một trong những cái sai đầu tiên của là cái Legend of Zelda và nó nằm trong mạch truyện chính luôn, các bạn không thể bỏ lỡ được đâu. Sau khi hoàn thành cái sai đó, đúng không, thì các bạn sẽ có thể ra ngoài cái phần main menu này nè, hoặc là cái phần bộ game xong thoát ra cũng được. Lúc đó các bạn sẽ mở được cái phần main menu này. Thì lúc này nha, cái việc các bạn cần làm là phải vào trong một option nè, kiểm tra xem á, cái một Amiibo á, nó có hiện lên là Amiibo Enable hay không. Nếu nó hiện lên Amiibo Enable á, thì chúng ta mới sẽ sử dụng được là những cái con Amiibo bên trong game nhé. Còn nếu không á, là các bạn vui lòng Enable nó lên giùm mình nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ vào trong game. Đây, mình slide cái game nó ra. Sở dĩ mà chúng ta cần phải hoàn thành cái sai đầu tiên á, thì lúc đó chúng ta mới thể kích hoạt được cái nút L để mở ra những cái khả năng đặc biệt của Link á, giống như khả năng mà di chuyển đồ vật đồ này nọ, thì mình tạm gọi khả năng đặc biệt đi nha. Chứ mà cái đó thì trong game sẽ có tên gọi khác. Thì lúc này á, chúng ta có thể là sử dụng cái tính năng Amiibo bằng cách đẩy nút L, bấm vào cái chữ Amiibo ở đây nè, đó. Và mà các bạn sẽ thấy một cái vòng tròn hiện lên, thì các vòng tròn này có tác dụng là nó sẽ chỉ cái điểm mà rớt đồ cho các bạn đó. Ở đây á, thì nếu như bạn nào mà xài cái tay cầm rồi controller giống mình á, thì các bạn sẽ lấy tấm thẻ Amiibo đặt lên, cái bức tượng Amiibo đặt lên giữa tay cầm. Còn những các bạn nào mà sử dụng máy Switch á, mà không có cái rồi controller, thì các bạn có thể đặt tấm thẻ hoặc là bức tượng Amiibo lên phía bên cái lock của cần Joy-Con bên tay phải nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đặt lên ở giữa cái tay cầm rồi controller. Như các bạn đã thấy nha, nó sẽ rớt ra một cái ba cái thùng sắt và một cái thùng cái rương á, bằng sắt luôn. Thì mình sẽ mở xem nó có gì bên trong. Thì đây á, là cái thẻ Amiibo có con Guardian ở bên trên. Thì những con Guardian này nó sẽ rớt ra các bạn á, là những thanh vũ khí bị rỉ sét. Nhưng mà nếu như mà các bạn thấy không hài lòng với những cái món mà mình vừa rớt ra, đúng không nào, thì các bạn sẽ có một cái mẹo nhỏ nữa là ở đây. Các bạn sẽ vào trong một là Last Game, mình load lại cái phần mà lúc nãy khi mà mình chưa có sử dụng cái thẻ Amiibo đó. Thì đây, lúc này các bạn có thể quay trở lại sử dụng cái thẻ Amiibo mà một của mình một lần nữa để có thêm một cái lượt quay mới. Cái này giống như mình ăn gian trong game gacha vậy. Đấy. Rồi. Đây, lần này có vẻ khá khẩm hơn khi mình đã có thể kiếm được là một cái tấm vải Accident Sekia luôn. Tấm vải này sẽ có tác dụng giúp các bạn trang trí cho cái dù lượng của mình trong tương lai nhé. Và ở đây các bạn chắc hẳn sẽ đặt thêm một cái câu hỏi nữa, đó là rủi như bây giờ mình có một con Amiibo đúng không, mà mình muốn sử dụng đi sử dụng lại nhiều lần trong một ngày có được không. Các bạn sử dụng tấm thẻ Amiibo xong, các bạn phải đợi đúng tới 24 tiếng sau các bạn mới thể sử dụng tấm thẻ đó thêm một lần nữa. Và ở đây mình sẽ có một cái mẹo nhỏ khác để các bạn có thể sử dụng cái tấm thẻ Amiibo của mình đó nhiều lần trong vòng một ngày luôn nha. Thì đây mình sẽ lưu nó lại, lưu cái này lại đó. Và bước tiếp theo á là mình sẽ thoát trò chơi ra luôn. Rồi mình sẽ vào bên trong một system setting. Mình sẽ kéo xuống một là system. Ở đây á, mình sẽ vô trong này, mình sẽ kéo tới một Dead Time. Ở một Dead Time này á, thì mặc định nó của nó sẽ là có Synchronize Clock with Internet. Các bạn hãy tắt cái option này đi, tại vì chỉ khi tắt cái option này á, các bạn mới có thể là chỉnh giờ được mà thôi.
Ở đây mình sẽ chỉnh lên là ngày 19 nha. Mình chỉnh thêm là 1 tiếng nữa đi cho chắc ăn. Rồi mình bấm OK. Và mình sẽ quay trở lại. Mình sẽ chọn lại Legend of Zelda Tears of the Kingdom để mình vô chơi. Thì các bạn sẽ thấy cái bước này nó hơi mất thời gian đúng không nào? Vì thế mình sẽ khuyến khích các bạn á, kết hợp cả hai mẹo luôn, là mẹo lock game với lại là mẹo là sử dụng chỉnh giờ luôn. Cái mẹo lock game á, là bạn sẽ lock đi lock lại á, một cái tấm thẻ Amiibo trong nhiều lần cho tới khi nào mà các bạn á, đạt được những món đồ mong muốn. Rồi sau khi các bạn làm hết với những cái tấm thẻ Amiibo mà các bạn đang sở hữu đúng không, thì các bạn mới bắt đầu đi ra ngoài, các bạn chỉnh ngày giờ lên và các bạn tiếp tục lại với lại cái trò chơi nữa. Đây mình sẽ quay lại làm cho các bạn thấy. Cái việc này cũng khá mất thời gian đó, nên ra mình khuyên các bạn á, một khi đã làm cái này đúng không, mình cần phải kiên nhẫn một chút xíu. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra lại các vật dụng của mình nhé. Đó, lúc nãy mình có mở thêm được cái Accident Seika Fabric này. Thì bây giờ mình tiếp tục sử dụng cái Amiibo và sử dụng là cái tấm thẻ Amiibo Accident. Mình vẫn còn đang để cái tính năng mà Motion Control nên lâu lâu nó hơi loạn chút xíu. Đây. Đó, và chúng ta đã sử dụng thêm được một lần nữa trong 24 tiếng. Rồi, mở ra xem lần này chúng ta được cái gì. Một cái Rusty Seal. Đó, các bạn thấy tỷ lệ rớt đồ trong cái mà Tears of the Kingdom này nó rất là thấp luôn. Nên thành ra nhiều lúc á, các bạn phải thử đi thử lại rất là nhiều lần cho với một tấm thẻ luôn mới có những cái món đồ ưng ý. Và tới lúc này á, chắc hẳn á, các bạn thắc mắc á, là bây giờ nếu như các bạn đã biết hai mẹo này rồi thì các bạn nên tập trung sử dụng những thẻ Amiibo nào đúng không? Thì theo mình ở đây nha, mình chơi qua bên cái dòng game Tears of the Kingdom này với sử dụng mấy tấm thẻ Amiibo sơ sơ rồi, thì theo mình thấy sắp xếp thứ tự á, những tấm thẻ các bạn đang sử dụng đầu tiên á là Wind Waker Toon Zelda, tại vì cô gái này sẽ mang tới cho các bạn một cái khiên rất là mạnh luôn. Sau đó nữa là các bạn sẽ sử dụng tấm thẻ là cái tấm thẻ hoặc con Amiibo là Accident của cái dòng game á, là Legend of Zelda Breath of the Wild, phải nói chính xác là tựa game chứ. Và cuối cùng nữa đó chính là bộ tứ The Four Champions của là bên cái Legend of Zelda luôn. Thì đó là những cái tấm thẻ Amiibo các bạn nên sử dụng đầu tiên, tại vì nó mang tới cho các bạn á, là bên cạnh là cái cô công chúa Zelda đem tới cái khiên đúng không. Rồi thì cái con mà Accident, mặc dù các bạn á, sử dụng nó thì lâu lâu bạn sẽ thấy á, nó hay rớt ra mấy cái đồ toàn mấy cái kiếm đồ rỉ sét hoặc cái khiên rỉ sét thôi, nhưng mà nếu trong một cái tỷ lệ nhỏ nó sẽ rớt ra được cho các bạn á, là Accident Play. Cái thanh này á, nếu bạn unlock được cái kỹ năng feel á, các bạn sẽ kết hợp nó với mũi tên hoặc là cây kiếm của mình hoặc là vũ khí khác nữa. Mình không nhớ 60 hay 50, nhớ là khoảng tầm trong tầm đó đó. Còn đối với lại là bốn cái lá bài, bốn cái lá mà của là Four Champions á, thì các bạn sẽ mở khóa thêm được là các cái nón. Mỗi cái nón á, nó lại có đầy những cái khả năng riêng biệt luôn, giúp cho cái bạn chơi nó dễ thở hơn rất là nhiều. Và có nhiều bạn thắc mắc á, hồi bên Breath of the Wild á, thì các bạn thấy á, là có cái Amiibo triệu hồi được một con sói đúng không? Đó là cái Goblin á. Nhưng mà hiện nay cái phiên bản Amiibo đó nó lại không có thể mở khóa được sói nữa rồi, mà nó sẽ cho các bạn là những cái item khác. Thì để ở đây là mình cũng sẽ có cái Amiibo Goblin đó luôn, rồi mình sẽ thử cho các bạn xem chúng ta sẽ có những gì nhé. Và chúng ta hãy xem Goblin lần này liệu có mang tới chú sói với chúng ta hay không. Thật đáng tiếc là sẽ không có chú sói nào hiện lên, nhưng mà chúng ta sẽ có rất rất là nhiều thịt. Và các bạn nào mà từng chơi mà bên Legend of Zelda Breath of the Wild và qua phần này luôn á, thì sẽ biết á, thịt nè các bạn có thể sử dụng để nấu cái nấu nè, hoặc là các bạn để ăn nè. Đó, rất là ngon và rất là hồi máu cho các bạn luôn. Thì đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho các bạn trong video clip ngày hôm nay. Nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc nào khác á, thì các bạn hãy để lại bên dưới cái phần comment một cái bình luận nhé, để tụi mình vào tụi mình giải đáp hết tất cả thắc mắc cho các bạn luôn. Và tất cả các sản phẩm này á, đều đang có mặt tại Halo Shop. Các bạn có thể truy cập vào trong website nè, liên hệ trực tiếp với bọn mình hoặc là liên hệ thông qua tổng đài chăm sóc khách hàng để nhận thêm những cái tư vấn đáng giá nhất nhé. Đồng thời á, nếu như các bạn muốn tụi mình làm thêm tất cả những cái nội dung nào thêm á, thì các bạn cứ mạnh dạn để lại bên dưới phần comment một cái bình luận đi.
tụi mình sẽ vào và tụi mình giải đáp hết thắc mắc các bạn nè, đồng thời tiếp nhận các và ý kiến của các bạn để làm cho những cái nội dung video clip nó được chất lượng hơn. Và cuối cùng á, nếu các bạn thích những cái nội dung mà tụi mình làm á, các bạn hãy để lại cho mình một like, một share và một subscribe, vì đó sẽ là nguồn động lực rất là đáng giá luôn cho tụi mình thực hiện thêm những video clip với nội dung tương tự. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sau.